Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nướng hạt dẻ bằng lò nướng hay lò vi sóng với nhiệt độ như thế nào là để hợp lý các bạn nhé. Trước tiên thì các bạn cần chọn mua hạt dẻ cho mình đều hạt ra nhé. Và nhớ là không bị kiểm tra xem nó có bị mốc ở ngoài hay không nhé, thì nó sẽ làm cho hạt dẻ hỏng ấy. Và để khi chúng ta nướng lên hạt dẻ ngon, thơm và nó sẽ tách được ra nhé, thì các bạn sẽ dùng... Đây là một hạt dẻ như thế này. Mình sẽ không làm gì thì khi mình nướng lên ấy, nó sẽ không tách được vỏ ra. Và bây giờ chúng ta chỉ cần tác động một chút, các bạn tách ngang như thế này thì cũng được, nhưng mà sẽ không chuẩn bằng các bạn bổ dọc như này sẽ không nên nhé. Và chúng ta bổ ngang cái hạt dẻ đi, để khi nó tách ra, nó lở ra thì chúng ta bóc như này cái là nó sẽ ra luôn hạt dẻ nhé. Các bạn chỉ cần làm một nhát như vậy thôi. Hạt nào các bạn cũng phải chặt ra như thế cho mình nhé, thì khi chúng ta ăn ấy, nó sẽ dễ ăn hơn ạ. Ta chỉ cần dùng tay nhẹ là mình đã lấy được ra rồi. Và không cần phải luộc lên các bạn nhé. Khi luộc lên ấy, thì chúng ta rang rất là lâu, mất thời gian. Cho nên các bạn chỉ cần làm theo cách này của mình thôi. Mình đặt lò nướng rồi đấy ạ, để mình sẽ cho vào lò mình nướng nhé. Mình có lò thì mình nướng bằng lò nướng, hoặc các bạn có thể hay lò vi sóng đấy ạ, hoặc các bạn có nồi chiên không dầu thì mình có thể cho vào nồi chiên không dầu nhé. Với giá trị dinh dưỡng của hạt dẻ thì rất là tốt đối với sức khỏe của chúng ta nhé. Cho nên các bạn có thể dùng để mình, đơn giản nhất là mình rang lên hay gọi là nướng lên để mình ăn, hoặc là các bạn có thể nấu thành những món như là hầm với thịt, hoặc kho lên, hoặc là các bạn có thể làm những món bánh cũng được. Đấy, cứ cắt hết như thế này cho mình nhé. Nó nhỏ nên là bị bắn ra mất, chạch mất răng. Nó khô đấy ạ. Đây các bạn, rất là vàng như thế này. Nhiều lúc chúng ta mua ấy, khi mình tách bên trong này ra ấy, nó bị đen nhé, là hạt dẻ hỏng, chúng ta không ăn được. Các bạn cứ làm như thế này cho mình cho đến hết nhé. Hôm nay là mình mua 1 kg hạt dẻ ạ. Bây giờ nó đang là 45.000 1 kg các bạn nhé. Đây ạ, khi hạt dẻ mình đáy xong hết rồi nhé, các bạn sẽ cho vào cái vỉ để mình đem lên mình nướng. Mình san cho nó đều ra nhé. Đây ạ, mình sẽ cho nhiệt độ cho nó là 180 độ các bạn nhé. Các bạn sẽ vặn cho mình đi ạ, 180 độ. Rồi, đây là 180 này. Và mình sẽ nướng 13 phút các bạn nhé. Các bạn đừng nướng 15 phút, nướng 15 phút ấy, nó sẽ cháy đấy các bạn ạ. Mình nướng 13 phút các bạn nhé. Các bạn chỉ cần nướng cho mình 13 phút 180 độ, kể cả ở trong cái nồi chiên không dầu cũng vậy nhé. Nếu mình mà cho quá đến 15 phút ấy các bạn ạ, sẽ bị cháy cái hạt dẻ này. Đấy ạ. Đấy là cách chuẩn nhất để chúng ta nướng hạt dẻ mà mình đã nướng thực tế rồi. Đây mình nướng gần được rồi, sau các bạn sẽ để om trong nó một lúc để cho nó nguội bớt đi nhé, sau thì mình sẽ lấy ra nhé. Nó cần về số 0 rồi. Đây các bạn, hạt dẻ sau khi mình chiên xong nhé, đấy nó vàng ruộm như thế này. Đấy,
Bạn lấy ra như thế này nhé và mình ăn thử ạ. Nóng quá. Chín bảo bung các bạn nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.